Năm 2024, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Việt Nam và đặc biệt là miền Bắc sẽ có nguy cơ đối mặt với xác lập kỷ lục nắng nóng trong mùa hè năm nay. Vì vậy, dự báo sản lượng điện thương phẩm cả nước tiếp tục tăng mạnh. Riêng miền Bắc, dự báo khoảng 95,9 tỷ kWh, tăng khoảng 5,7 tỷ kWh so với năm 2023. Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục, bên cạnh sự nỗ lực, ngành điện rất cần sự đồng hành, chia sẻ của khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chủ động, tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Tại hội nghị EVN-NPC chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được tổ chức mới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC cho biết, Tổng Công ty đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% điện thương phẩm năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, EVN-NPC và các đơn vị thành viên sẽ triển khai quyết liệt chương trình DSM với các giải pháp đồng bộ như tiếp tục đẩy mạnh phổ biến quán triệt chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất kế hoạch chương trình điều chỉnh phụ tải điện và dịch chuyển giờ sản xuất đối với các khách hàng lớn, khuyến khích tất cả các khách hàng sản xuất có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, vận động các khách hàng có sử dụng máy phát diesel và khách hàng lắp điện mặt trời, hỗ trợ ngành điện trong những lúc thiếu nguồn, đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiết kiệm điện, lợi ích khi tham gia chương trình giảm phụ tải đến người dân trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc.